quý vị khán giả, chúng ta đang ở vòng đầu tiên. Vòng này có tên là Đâu Mới Đúng. Đội nào muốn thi trước? Bên này ta muốn thi trước rồi á. Sẵn sàng nhường không? Nhường. Đội trưởng đàn ông mà mạnh mẽ lắm. Dạ. Cho anh ta đi đầu nghe. Chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng là Chuồn Chuồn hôm nay sẽ bay là đà. Mặt quan mang vậy. Cái này là mình dùng trí tuệ chứ mình không dùng bằng sức mạnh. Đúng vậy. Vậy thì tụi em chọn anh đúng rồi đó. Mời các bạn vào một tiếng. Có 5 chiếc két sắt và ở trên mỗi chiếc két sắt này nó sẽ thể hiện một cái đáp án mà chương trình đưa ra để gợi ý. Và trong 5 đáp án này, ở câu 1 này chỉ có 3 đáp án đúng mà thôi. Mình sẽ phải phân bố lực lượng của mình ra làm sao đứng vào ít nhất là 3 vị trí. 3 vị trí. Rồi, bây giờ mời đáp án của chương trình. Hello, Adele. Set of you. Sheeran. Set of you. And Siren, Katy Perry, Dash the Hall, and Katy the Battery, Shut It Up, Taylor Swift, Off và Taylor Swift. Trời ơi, sao tiếng Anh không vậy? Despacito, Listen for Fonsi. Oh, đây là tên của những ca khúc nổi tiếng cùng với người ca sĩ thể hiện nó. Em thấy hoang mang. Đúng rồi, em cũng thấy. Cái nào nó cũng nổi tiếng ngang nhau. Em ca sĩ hát nhạc đụng. Đụng. Từng đụng những cái bài hát nước ngoài chưa? Dạ cũng có đụng. Nhưng mà nếu mà đụng mà nhai không được thì mình nhả. À đúng rồi, nhai được nhả vậy thôi. Xem câu hỏi. Những MV cán mốc 1 tỷ lượt view nhanh nhất mọi thời đại trên YouTube. Nhanh. Có 40 giây thôi, 40 giây thôi. Em biết bài đáp án chỉ còn là chắc chắn nè. Em đi. Hello. Nói này giùm em đi. Đáp án thứ hai là chắc chắn cái đó. Nếu chắc chắn thì ba người vô đó. Nếu ba người vô đó đi, ba người vô đi. Còn hai đáp án là hello. Vô lẹ lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Còn 10 giây, 10 giây. Hello đi. Hello đi. Hello đi. Hello đi. Hello qua đây. Một người qua đây nhanh. Hello. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đi. Rồi, được rồi. Hết giờ. Wow. Các bạn đã vào vị trí ngay cái giây cuối cùng. Sang ơi, tin chị không? Còn à, em nhớ chị không tin chị đó. Đại Nghĩa ơi, bây giờ anh mới thấy anh là người hùng. Vì sao anh nghĩ rằng anh là người hùng? Anh hùng cứu mỹ nhân. Em thấy là mỹ nhân đẩy anh vô đây đó. Hả gì vậy? À. Chắc chắn không em? Em nhớ là cái bài này em đi diễn thì người ta cũng mở nhiều á. Em nói gì mà nghe nhiều cho nên em nghĩ rằng cái bài này cán mốc tỷ lượt view nhanh nhất. Không, bài này là chắc chắn. Bài này là chắc chắn, là có bài này có khả năng cao. Phải chi câu này mà hỏi cái tuồng nào. Đúng rồi. Cái tuồng cải lương nào mà người xem thích nhất cho anh Long trả lời được ngay. Trả lời liền. Dạo này anh trao dồi sanh ngữ dữ lắm mà. Ừ, với em là anh trao dồi về cái ngôn ngữ English á. Anh sổ liền một tràng cho đội bên kia người ta sợ chơi. Today I play a game in a very okay. Ai làm ơn dịch được giùm tôi không? Em dịch coi. Em nghe được chữ ok. Ok là đúng. À ok là okay. Đúng. Chọn câu cho đúng là I agree rồi ok. Dạ chúc anh may mắn nha. Hỏi thăm em trai này, sao anh chọn đáp án này vậy em? Dựa trên sự phỏng đoán. Tại vì em nhớ bài này nó được như là được lượt view tăng nhanh nhất hay sao ấy. Cái em này đứng bên hello. Hello em. Hello anh. Sao em chọn hello vậy? Tại em mấy cái này, mấy bài này bài nào cũng nổi tiếng hết. Nhưng mà tại em thích chị Adele thôi thì đơn giản là thích Adele cho nên chọn Adele thôi. Hy vọng chị Adele trứng cho em. Hy vọng rằng chúng ta còn gặp nhau để nói hello chứ không phải nói goodbye nha. Ok, thưa quý vị, sẽ công bố chỗ Adele và Katy Perry là không ai đứng hết. Hello Adele, Dark Horse, Katy Perry. Cái nào đúng, cái nào sai? Tạm biệt hai đứa. Tạm biệt. Chưa mà anh chưa chồng. Chính xác. Chúc mừng nha. Hello. Tự nhiên bây giờ thấy con bé mặt tỏa hào quang. Đẹp trai ngời ngời luôn vậy đó. Nãy mặt hơi u ám. Ca khúc này có đeo cán mốc trên 1 tỷ view trong vòng 87 ngày. Một con số cũng cực kỳ ấn tượng nha. Tiếp theo. Anh sẽ công bố vị trí số 2, Shape of You. Số 2, đáp án này đúng hay sai? Thấy chưa? À, chị đã nói mà. Shape of You đạt mốc 1 tỷ view sau 97 ngày. Là còn hai này thôi hả? Dạ đúng rồi đó anh. Bây giờ một á là em trai này ra đi, còn hai là nguyên một nhúm mình ra đi.
anh thích sao anh Long? Cho anh đi ra ngoài được không? Không có được, mà anh vô. Anh ơi, anh qua bên kia anh đứng được. Anh bỏ tụi em, anh bỏ tụi em không được vậy đâu. Mình đàn anh lớn rồi anh Long. Hả? Chắc 50%. 50% này hả? Trời ơi, người ta ít nhất cũng phải từ 7 tới 80 chứ gì có 50 vậy. Đồng cam cộng khổ với hai đứa em đó nghe anh Long. Bây giờ mình có thể mình thay đổi anh chú anh kia được không? Mọi chuyện đã muộn rồi. Rồi. Hai đáp án này đại nghĩa sẽ công bố cùng một lúc. Cái nào đúng, cái nào sai. Bây giờ tạm biệt ai em. Ai sẽ là người ở lại? Nhiều khi mình đi á anh, nhiều khi mình đi. Đã từng có rất nhiều những trường hợp mà ngay câu đầu tiên đội trưởng cùng những thành viên của mình vào căn phòng trống rồi. Mạnh mẽ lên anh Long ơi. Despacito đạt được cái lượt view là 1 tỷ sau 96 ngày. Chúc mừng, mời các thành viên bước lên đây. Đâu rồi anh, đâu rồi? Đâu rồi, cái trái tim nó thòng tới đâu rồi? Kéo lên giùm em cái coi. Anh đau khổ quá em ơi. Sao vậy anh, tại sao để cho thằng Bi nó hy sinh vậy? Hay là anh muốn anh hy sinh? Anh mà thi Hoa hậu, anh được giải Hoa hậu nhân ái nha. Anh phải nhớ một điều rằng anh mà ra đi là đội mất 10 triệu đó. Bi ơi, vậy thì em thông cảm cho anh nha Bi ơi. 4 thành viên còn lại mỗi người được 1 triệu đồng là 4 triệu. Bây giờ nè, mời mọi người chúng ta gặp lại em trai ấy ở trong căn phòng trống. Bi ơi. Bi ơi. Sao bây giờ mặt nó tối quá vậy? Em có nghe rõ lời anh nói không? Dạ nghe rõ à. Em có đau khổ không? Thật sự bây giờ em rất là buồn ạ. Không, đừng buồn gì cả em à. Vì đội bây giờ vẫn còn 14 triệu. Vì vậy em đừng có buồn gì cả. Hy vọng mọi người giành chiến thắng. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Tạm biệt. Và bây giờ mời đội tia chớp. Như các bạn đã thấy, cái quan trọng là mình sẽ đưa đội trưởng mình vào cái vị trí nó an toàn nhất. Bây giờ thì mời đáp án của chương trình. Con mèo, heo, cá, bò, ngựa, năm con nào cũng quen thuộc hết trơn. Trời, không biết câu hỏi liên quan tới con gì. Mời các em quay lại. Những con vật xuất hiện trong bức tranh đồng hồ đám cưới chuột. Bắt đầu. Con mèo có nè. Con mèo. Chị thủy chị thủy con mèo. Heo có luôn. Con cá con chị chuột. Con heo. Con cá không có. Con cá. Em qua con mèo chắc chắn 100% là con mèo. Đứng chung với chị nè. Con heo. Con cá có. Con cá có. Con mèo chắc chắn. Các bạn có thể thay đổi tâm trí của muốn vẫn còn giờ. Qua con mèo đi. Hết giờ. Trời ơi, hỏi đứng đây một mình. Em biết tại sao người ta bỏ em không? Sao vậy? Tại cái vị trí này người ta cảm nhận không có an toàn. Đám cưới con chuột mắc gì có con cá. Tại em nhớ nó dâng con cá cho con mèo để nó đi qua. Không biết à, bây giờ anh chưa nói đúng hay sai. Con ngựa mới đúng chứ. Nó phải cởi con ngựa mới đúng anh. Anh nghĩ là có con cá đó. Anh qua đây rồi anh nhớ là có con cá đó, em tự tin đi. Bỏ tại sao bỏ đứng đây? Em bỏ người ta xong rồi bây giờ em qua đây em nói như đúng rồi đó. Anh nghĩ là có con cá. Chị tay em là đúng luôn đó. Thì phải rồi. Con Thủy, sao em? Dạ em nhớ chứ anh. Vô lý. Sao vậy? Trời đất ơi, đám cưới con chuột tự nhiên rủ mèo vô đi dự. Con mèo nó vô nó ăn con chuột, nó ăn cả cô dâu chú rể luôn chứ đó. Con mèo với chuột luôn luôn phải đi đôi. Chết rồi. Ai xúi ai đẩy em vô đây? Em nói cho anh biết đi. Em nghe có một con nói là chắc chắn có con heo, chắc chắn có con heo. Thiệt á, chạy vô luôn. Các bạn chọn ở những cái vị trí mà bây giờ tôi phân tích. Mắc mới gì tự nhiên đám cưới con chuột rủ con mày heo tới. Nghĩa giờ cuối cùng là con gì đúng? Không biết, anh sẽ công bố sao. Cho anh hỏi cái ý kiến đi. Sao anh? Lý do tại sao câu hỏi của anh là tiếng Anh không mà còn có câu hỏi mình là tiếng Việt vậy? Tại bên đây người ta không có được học sanh ngữ nha anh. Ồ. Một mình anh là nói tiếng Anh như là gió bão thôi nha. Yes. Bây giờ anh sẽ công bố đáp án con heo trước. Có hay không? Mời. Trời ơi. Một cái âm thanh đau đớn vang lên. Còn lại con mèo, con cá, con bò, con ngựa. Anh sẽ công bố con ngựa nha. Mà nãy em gái hình như mới sực nghĩ ra hình như có con ngựa đúng không? Xin mời đáp án con ngựa. Con ngựa là đáp án đúng. Giờ qua tới con cá đây. Thôi của mình em ở đây em sợ. Xin mời đáp án. Con cá đi, con cá đi. Em tin, em vẫn tin.
là đáp án đúng. Đúng là có con cá trong bức tranh đồng hồ đám cưới chuột, có con ngựa trong đó luôn, còn mèo với con bò có hay không nha. Hai đáp án cùng một lúc, cái nào đúng cái nào sai. Em nhớ có con mèo. Bốn người còn sót lại mang về cho đội mình 4 triệu đồng. Hồi xưa em có vẽ cái bức tranh này lúc mà đi học hồi nhỏ đó. Nhưng mà tụi em hoang mang vì anh ấy. Có cái ông ống men thịt heo là lên đường thôi em. Tội nghiệp. Đây, mời các em gặp lại anh ấy. Anh bạn của chúng ta chọn con heo. Chào em. Trời ơi, mới nghe em hát được có một bài thôi, tưởng là sẽ được nghe nhiều bài. Tại vì nãy chị nghe em hát rất là hay. Mình hát một cái bài thiệt vui tặng em ấy đi. Gặp nhau đây chia tay ngày dài như đã vượt qua trong phút giây. Dạ thưa quý vị, vừa rồi là một ca khúc rất sôi động mà chúng tôi đã hát dành tặng cho bạn ấy. Thôi nói chứ đừng buồn em, một lát nữa biết đâu đội của mình sẽ dùng cái quyền hồi sinh để cứu mình trở lại nha. Tạm biệt em. Mời đội Chuông Chuông tiếp tục. Tính ra là hai bên ngang tài ngang sức á. Bây giờ mọi người xem thử trong những chiếc két sắt này có điều gì sẽ xảy ra nha. Một cái cúp điện, còn 4 cái vẫn sáng đèn. Có nghĩa là mình sẽ có 4 đáp án chương trình đưa ra, và trong đó chỉ có 2 đáp án đúng mà thôi. Và chúng ta sẽ phải đứng vào ít nhất 2 vị trí. Nhớ nha. Mời đáp án. Trời ơi, nửa tiếng Anh nữa. Rico. Popo. Thái Lan. Nam Phi. Panama. Rồi, mời mọi người xem câu hỏi. Quốc gia có mặt trong top 5 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2019. Bắt đầu. Hả? Hoa hậu? Tôi thua. Wow. Rồi. Hình như thua em, rồi. Em nhớ là có người da đen á. Quay lại bàn em. Em nghĩ là Nam Phi có thể đúng á. Vậy em vô đi. Không, anh vô đi anh. Không, cái nào chắc chắn là phải. Anh vô Thái Lan quá. Không, thời gian bên Hoa hậu Hòa bình, em phải hướng Hoa hậu Hòa bình nha. Thái Lan. Nhanh nào, sắp hết giờ rồi. Thái Lan đi. Còn có 8 giây thôi, nhanh lên. Thái Lan. Nhanh lên. Vô đâu? Nhanh lên. Không biết. Em nghĩ Thái Lan tốt hơn. Các bạn đã chọn đứng vào 2 vị trí. Tại sao anh vô đây là em vô theo vậy? Dạ tại sao anh vô đây để chi em vô theo chi vậy? Trời ơi. Đứng 2 vị trí như thế này, lỡ sai một cái là cả nhà mình đi về nha. Hay gì? Cho chơi lợi được không? Dạ không. Không, mà anh bàn bên Nam Phi dữ lắm mà sao cuối cùng anh qua Thái Lan vậy? Tại sao anh chọn Thái Lan? Tại sao? Tại vì anh được biết rằng Thái Lan đã làm nên một cái cuộc thi hoa hậu. Mà cái người hoa hậu đó là người Việt Nam, mà người đó là Hương Giang. Dạ. Vì vậy tranh chọn Thái Lan. Ủa anh ơi, cuộc thi hoa hậu đó và cuộc thi hoa hậu này nó không có liên quan gì với nhau hết. Nó có liên quan 2 chữ. Hoa hậu. Hoa hậu. À, bất chấp phía sau là cái gì, miễn sao có chữ hoa hậu là được. Kệ nó. Rồi bây giờ mình thích Hương Giang thì mình đứng đây vậy thôi. Thì mình cũng... Câu bộ nó cũng nặng lắm nghe anh. Đó. Còn bên đây chọn Nam Phi. Cho em hỏi, Hoa hậu Hòa bình quốc tế là Miss Universe đúng không anh? Không có biết gì trơn trời. Đúng rồi đó em. Miss gì? Universe. Để nghe anh Long nói nè. Geneva. Geneva. Bây giờ đại nghĩa sẽ công bố đáp án nào trước đây. Puerto Rico, Panama không ai lựa chọn hết trơn trời. Anh sẽ công bố đáp án Panama trước nha. Đúng hay sai? Đúng cái là anh với em là phải hiểu rồi đó. Đi về. Trời ơi. Có một cái sự đau nhói trong tim. Hồi nãy đứng ở trên kia là tôi đã nói Panama rồi. Đại diện của Panama đoạt giải Á hậu 3 của cuộc thi này luôn. Công bố tới đáp án Puerto Rico. Cũng không ai lựa chọn hết trơn hết trời. Chọn cái đó đúng luôn là mình đi hết. Bên đây mà màu xanh một cái là đóng cửa đi về luôn. Tôi quái quá. Anh muốn được về sớm hay sao anh ơi? Một cái nhà hàng của anh bữa nay không ai quản lý sao vậy? Chắc vậy. Đáp án Puerto Rico. Xanh đỏ. Như vậy là trong 2 đáp án còn lại là Thái Lan với Nam Phi sẽ có một cái đúng và một cái sai. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình phải về.
mình đến đây là mình phải ở cuối cùng. Và anh đã biết là Thái Lan là một cái nước chủ hòa bình cho nên mới có cuộc thi hoa hậu chuyển giới. Cuộc thi hoa hậu hòa bình. Dạ thôi được rồi anh Lâm ơi, tại vì em biết anh đang hoang mang. Hai đáp án Nam Phi và Thái Lan. Xin mời đáp án. Anh hai tạm biệt rồi. Em nha, tạm biệt tụi em, tạm biệt. Nếu còn ở lại thì cố gắng nha, để lát cứu anh Long lại. Về thêm à? Em sẽ cứu hai người. Ta đối diện với người đây. Đừng mà. Ta không sợ với anh. Chính xác đó là Thái Lan. Em có thấy anh chưa? Điều gì mới xảy ra vậy? Đại diện của Thái Lan đoạt giải Á hậu 2 tại cuộc thi này. Thấy chưa? Và cuộc thi này đại diện Việt Nam của chúng ta là người đẹp Kiều Loan cũng dạ, có tham gia. Dạ em biết, em có coi cái đó mà em không nhớ tên hoa hậu hòa bình, em không nhớ, chỉ biết mình đừng thôi. Nói nhiều, mình đi ra đây là mình hiểu rồi, mình hiểu trí tuệ của mình cỡ nào rồi, nói ít thêm. Dạ nói nhiều nhất anh.